Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin gia đình Kim Hiền mặc đẹp đi chợ Tết ở Mỹ. Mời các bạn cùng theo dõi. Dù sống ở xứ cờ hoa, nhưng vợ chồng Út Ráng vẫn giữ những nét văn hóa của Tết truyền thống. Kim Hiền chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô và bé Sonic cùng đón năm mới ở Mỹ cùng gia đình nhà nội. Để không ảnh hưởng đến lịch học của Sonic và công việc của ông xã Andy, các thành viên đều tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần để đi chợ Tết sắm sửa. Nàng Út Ráng rất nhớ không khí Tết ở quê nhà nên đã mặc áo dài thướt tha khi đi chợ cùng mọi người. Cô tâm sự, nhìn tà áo truyền thống khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô bé Ivona bụi bẩm cũng theo chân bố mẹ đi chơi chợ Tết. Kim Hiền tâm sự, dù sống ở Mỹ nhưng gia đình chồng cô vẫn giữ những nét văn hóa của những ngày Tết truyền thống. Vào đêm giao thừa, các thành viên không đi ra khỏi nhà mà ở bên nhau quây quần đếm thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Ngày mùng 1 Tết, gia đình cô cùng đi sang họ hàng bạn bè chúc Tết. Dù có chút buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc bởi tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, cô nói. Nửa năm sang Mỹ, Kim Hiền tạm gác niềm đam mê nghệ thuật để sinh con và toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Cô đi học thêm ngoại ngữ để có thể tự tin giao tiếp ở xứ sở cờ hoa, đồng thời hỗ trợ ông xã trong việc kinh doanh. Cậu nhóc Sonic ngày càng lớn phỏng to và thích nghi với môi trường phương Tây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.